Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và phim Ma Bắp Kể với tập tiếp theo của bộ phim Impedagore. Ở tập trước thì Hương và Lan đã đi tới một ngôi làng mà ngôi làng đó có một cái lời nguyền bí ẩn những đứa trẻ sinh ra đều bị dị dạng nhưng mà không biết nguyên nhân tại sao lại như vậy cho tới khi Lan bị truy đuổi và đã chết một cách rất là uất ức hiện tại thì Hoa vẫn không biết là người bạn của mình đã qua đời Hoa đang đi tìm bạn và phát hiện ra những cái sự việc khủng khiếp ở trong làng khi mà xem xíu nữa là bị phát hiện ra rồi á thì có thơ xuất hiện Kịp thời và cứu giúp cho Hoa Đưa Hoa về nhà của thơ Nhưng mà liệu thơ có thật lòng giúp cho Hoa hay không Khi mà đi tới nhà của thơ Hoa đứng ở trước cửa nhà không dám bước vô Thơ kêu cứ vô đi cứ vô đi à, Tôi không có hại cô đâu tôi là người tốt Tin tôi đi tôi là người tốt tôi không phải người xấu đâu Vô nhà đi Thì Hoa bây giờ cũng không có còn đường nào để đi hết Hoa đành phải bước vào trong nhà của thơ, thơ đóng cửa lại và kêu Hoa là ngồi xuống đi. Thơ còn rót nước cho Hoa để Hoa uống trấn tĩnh lại nữa. Thơ nói với Hoa là đừng có lo, thơ không phải là người xấu đâu, thơ không giống như những người ở trong làng đâu. Để cho Hoa bình tĩnh lại, thơ mới hỏi là Hoa có thấy ở trong làng này có điều gì kỳ lạ hay không. Hoa nói là không đâu có gì kỳ lạ đâu. Thơ nói, cô không để ý là trong làng này không có đứa trẻ nào hay sao. Hoa nói không, hồi tối hôm qua Đêm hôm qua luôn, Hoa mới thấy ba đứa bé tầm khoảng chừng 5 tuổi trong làng mà. Thơ nói đó là điều không thể, bởi vì ngôi làng này 20 năm qua đã không hề có bất cứ một đứa bé nào. Ngôi làng này đang trải qua một lời nguyền. Hoa bàn hoàng nói rằng một lời nguyền của một ngôi làng ở trong cái thời đại này hay sao? Thơ kể rằng cái ngôi nhà to thật là to ở trong làng trước đây của một gia đình giàu có tên là Lương. Ông Lương khi đó là già làng của trong làng luôn, Ông giàu lắm, giàu nứt đố đổ vách luôn. Trong nhà có rất là nhiều người hầu. Một trong số những cái người hầu đó chính là bà Bảy, bà Bảy mẹ của ông Thịnh đó các bạn. Bà Bảy ngày xưa làm người hầu, người ăn kẻ ở ở trong nhà đó. Rồi sau á, ông lương đó mới để ra một đứa con trai và đứa con trai đó là ông chính nghĩa sau ông lương mất mới để hết tất cả mọi gia tài cho ông chính nghĩa thì ông chính nghĩa thừa hưởng gia tài từ ba của mình nhưng mà ổng cũng giỏi nữa ổng rất là giỏi trong cái bộ môn múa rối bóng và ổng là một nghệ nhân nổi tiếng ổng đi làng này làng kia ổng biểu diễn, đã giàu rồi chứ còn giỏi nữa các bạn. Mọi người mê, con gái đồ mê ổng lắm, tại nghệ sĩ đồ thấy biểu diễn nổi tiếng, người ta thích, người ta mê lắm, nhưng ổng lại yêu thương một người tên là Trang, là cái người đẹp nhất làng. À, khi mà cổ xuất hiện thôi, mà cổ không chỉ đẹp, cổ còn hát hay nữa, cổ là người hát đệm để cho nghệ nhân người ta biểu diễn. Thì khi mà thấy cô Trang này là ông chính nghĩa rơi vào trong lưới tình và muốn cưới cổ cho bằng được mà cô trang này nổi tiếng nha đẹp hát hay thành ra cũng là niềm ao ước của rất nhiều người đàn ông muốn cổ trở thành vợ của mình và cuối cùng người thắng cuộc chính là ông chính nghĩa lấy được cô trang này về làm vợ nhưng mà khi mà lấy về làm vợ sau 3 năm vẫn không có con cổ cũng bắt đầu trầm cảm cảm thấy là tại sao mình lại không có con nhiều người dị nghị á hồi xưa người ta muốn có con á mà 3 năm rồi cũng không có con sau 5 năm thì họ cũng có được một muộn con lúc mà cô Trang mang thai á thì ông chính nghĩa này ổng vui lắm, ổng mừng lắm, ổng thương vợ, thương con lắm. Từ khi biết vợ có con có bầu nha, cuối tuần vào thứ bảy ổng mở buổi biểu diễn miễn phí cho tất cả dân làng tới coi. Ông biểu diễn cho dân làng coi mà thứ bảy nào cũng dạy đều đặn đều đặn cho tới khi vợ hạ sinh con. Khi mà sinh con ra thì tất cả người dân trong làng không biết mặt mũi của đứa bé đó ra làm sao hết. Và khi mà đứa bé được sinh ra thì ông chính nghĩa cũng cách ly với ngôi làng luôn không có liên hệ với ai hồi xưa lo cho dân làng giúp đỡ dân làng rồi cũng có làm nghệ thuật đi biểu diễn nhưng từ khi sinh đứa bé ra là ổng cứ thui thủi ở trong nhà và u ám lắm ổng cách ly với người dân ổng không nói chuyện với người dân luôn ổng khóa cổng lại mọi người đi ngang nhìn vô thấy ổng nhìn ra bằng một ánh mắt u uất sau có đời đồn đại á là đứa bé sinh ra đã không có da rồi Thành ra là giấu ở trong nhà Sau khi con của ông Chính Nghĩa ra đời không lâu á, Thì trong làng có một đứa bé 5 tuổi bị mất tích Sau vài bữa nữa thì có thêm hai đứa Cũng bị mất tích là tổng cộng ba đứa bé Khoảng chừng 5-6 tuổi bị mất tích Rồi người ta không tìm thấy ba đứa bé đó ở đâu hết Tự nhiên ở trong làng mà bị mất tích là mình thấy nó phi lý rồi mà còn không tìm thấy ba đứa bé đó ở đâu hết, không thấy xác, không thấy gì hết, mất tâm mất tích thôi các bạn. Gia đình của ba đứa bé chìm trong đau khổ. Sau đó khoảng chừng 5 năm thì người ta lại thấy ông chính nghĩa dắt con đi ra bên ngoài, đó là một đứa bé gái, lành lặn và khỏe mạnh chứ không có phải là mất da như trong lời đồn. Nhưng mà dân làng lại dấy lên một cái lời đồn khác là rõ ràng con của ông đẻ ra không có da mà bây giờ khỏe mạnh bình thường, chứng tỏ là ông đã làm một cái điều gì đó, có thể ông đã bắt ba đứa bé Năm tuổi kia, sau đó ông đã làm một cái tà thuộc gì đó giết ba đứa bé đó để con của ông được lành lặn để cứu con ông. Có thể ông đã thực hiện một giao ước với ma quỷ, thành ra là con của ông mới được khỏe mạnh như vậy. Rồi sau đó người ta nói là trong một cái đêm ông tổ chức biểu diễn lại. Thì cái đêm ngày hôm đó người ta nói ông đã giao ước với ma quỷ khi mà biểu diễn á, các bạn biết cái người mà múa rối nghệ nhân người ta đứng ở sau một cái tấm màn để mà đổ bóng lên trên đó biểu diễn người ta thấy bóng của ổng ở đằng sau đang biểu diễn tự nhiên ổng đứng dậy ổng cầm một cây dao dài ổng chém hết tất cả những người ở trong hậu trường sau đó ổng cứ cổ chết tại chỗ họ nói là bởi vì ổng giao ước với ma quỷ thành ra là ổng giết người rồi ổng bị điên ổng tự sát ổng chết khi đó người ta tủ ra đi tìm gia đình của ổng thì gia đình của ổng cũng bị giết hết trơn bị ổng giết hết có một đứa bé thôi ở trong nhà có một người hầu rất là trung thành và cái cô hầu đó là người đã ẩm đứa bé để bỏ trốn. Đứa con gái duy nhất của ông chính nghĩa đứa bé 5 tuổi khi ấy tên là Na Lam. Như vậy Na Lam chính là hoa đó các bạn Còn cái người mà hoa luôn nghĩ là gì của mình là gì ruột Thật ra là cái người hồi xưa làm ở trong nhà thôi Mà thấy thương con bé này quá ẩm nó Rồi bỏ chạy lên thành phố rồi ở trên đó thôi Nhưng mà cũng sau cái sự kiện đó Là tất cả những đứa trẻ sinh ra đều bị lột da là đẻ ra là đã không có da rồi không có da cho nên người ta giết đứa trẻ trong ngày hôm đó luôn hoa mới hỏi tại sao lại giết nó bây giờ thời buổi phát triển mà để nó sống thì vẫn có cách cứu nó mà thơ nói là không giết nó là thương nó để cho nó không phải chịu những đau đớn về sau bởi vì có một người vẫn còn sống một người duy nhất trong làng đẻ ra không có da nhưng mà không có giết á, vẫn để sống. Bây giờ anh ta phải sống trong đau đớn mỗi ngày. Là người thì vẫn lớn lên, lớn lên, không có da thì vẫn sống nhưng mà nó đau quá các bạn. Tại vì cái lớp da là cái lớp bảo vệ mình mà. Anh ta nằm một chỗ bị liệt và đau đớn, có người tới cho ăn cho uống vậy thôi đó. Chết thì không chết nhưng mà cứ đau đớn hành xác như vậy Thì thay vì hành xác như vậy họ mới chọn cách là Giết cái đứa bé khi mà nó mới vừa chào đời luôn Để nó không phải chịu những đau đớn về sau Thì đó là cái cách mà ở trong làng người ta nghĩ như vậy Thơ còn nói thêm là ông Thịnh già làng bây giờ uh, nói với mọi người á để hóa giải lời nguyền thì phải tìm ra cô gái tên là Na Lam là người mắc bệnh lột da đầu tiên ở trong làng thì rõ ràng Na Lam là người uh, đầu tiên ở trong làng để ra là không có da nhưng mà sau đó được lành bệnh thì ông uh, Thịnh ông nói bắt được cái người đó giết chết người đó lột da và sử dụng miếng da đó để mà làm những cái con bóng rối trình diễn biểu diễn cầu phúc cho làng thì làng mới hết khỏi cái lời nguyền đó hoa nói ủa sao cái gì mà ông thịnh nói mọi người cũng tin hết vậy thơ nói bây giờ mọi người đâu còn ai để tin đâu ngoại trừ ổng thì mọi người chỉ còn cách duy nhất là phải tin ổng thôi Ông nói cái gì mọi người trong làng cũng tin hết á trong khi hoa và thơ nói chuyện với nhau thì quay trở về phần của ông thịnh sau sự việc vừa rồi chứng tỏ là lời nguyền vẫn chưa bị hóa giải khi quay trở về đứng trước cửa nhà của ông thịnh nói chuyện ông tô và ông thanh mới hỏi ông thịnh già làng là nếu mà cần họ giúp đỡ gì thì họ sẽ giúp từ ở bên trong nhà bà bảy bước ra Bà bước ra với một ánh mắt hằn học và bà nói Mấy thằng đừng, tụi bay bắt nhầm người rồi Và thế là có một cuộc truy lùng diễn ra ở trong làng Tất cả những người đàn ông trai tráng lực lượng ở trong làng tập hợp lại Mọi người cùng với nhau cầm đuốc và tủ ra đi tìm hoa Mọi người tin rằng họ đã bắt nhầm cô gái Bởi vì nếu mà giết đúng người thì chắc chắn lời nguyền sẽ được hóa giải Đằng này họ đã giết sai người rồi Phải bắt hoa và hoa mới chính là Na Lam, là con gái của ông Chính Nghĩa mà các bạn biết, tất cả dân làng đều biết cái sự việc này, đều biết về sự việc lời nguyền và biết cách hóa giải lời nguyền như thế nào là phải bắt được con gái của ông chính nghĩa và giết chết, rồi lấy da, lột da ra để mà làm bóng rối các kiểu á các bạn. Cái điều đáng sợ nhất của một cái làng chính là tính đoàn kết. Nếu họ đoàn kết để xây dựng thì nó mang đến một cái sự phát triển, nhưng nếu họ đoàn kết để làm việc xấu, để giết người để che đậy những tội ác thì không ai làm gì được họ cả, kể cả đó có là chính quyền đi nữa. Và trong cái làng này họ cùng với nhau đoàn kết lại đốt đuốc vài đêm đi qua từng căn hộ một để truy lùng hoa ở bên trong nhà của thơ hai người đang nói chuyện với nhau thì thơ nhìn hoa rung người rung cầm cập thơ mới nói chợ tội nghiệp quá chắc sáng giờ chưa ăn gì hết đâu đúng không để thơ đi xuống lấy đồ ăn lên cho hoa tự nhiên cái bắp thấy thơ tốt quá cái bắp cũng lo ngang <laughs> có ai mà tốt như vậy ông tốt mà hiền mà dễ thương giúp từ khi gặp mặt cho tới bây giờ luôn á Thơ đi xuống cầm lên một cái tô cơm đưa cho Hoa Thì trong lúc mà Thơ đi lấy đồ ăn á Hoa nhìn xung quanh nhà Hoa nhìn tới một cái tấm ảnh treo ở trong nhà thì giật mình Đó là tấm hình của người đàn ông Cố gắng giết Hoa 3 tháng trước ở trên thành phố Chính là cái người đàn ông đó Khi Thơ đem đồ ăn lên thì Hoa có hỏi Thơ nói à đó là hình của chồng tôi Tên là Đông à, Ảnh bây giờ đang ở trên thành phố á Ảnh đi lên thành phố được 3 tháng rồi Ảnh đi lên để mà tìm cách chữa trị Hoa rung lắm nha các bạn Hoa mới nói tìm cách chữa trị cái gì vậy? Thơ mới cầm tay hoa đưa lên bụng của thơ. Thơ đang mang bầu mà tại vì thơ bựng cái áo rộng quá thành ra không có thấy cái bụng, chưa có tới ngày sắp sinh thành ra cái bụng vẫn còn lấp ló thôi. Thơ mới nói là "Chữa trị cho đứa con của chúng tôi. Tôi đang mang thai, nhưng mà tôi tin là giết cô không có giải quyết được vấn đề gì hết á." Trời ơi nghe mà thấy ghê các bạn, bắp vẫn chưa biết là cái cái nhân vật này như thế nào. cổ nói mà cảm tưởng thấy ghê lắm sau đó thì thơ mới nói thực sự là thơ biết hoa chính là na lam mới chính là con gái ruột của chính nghĩa thơ nói với hoa là bà cố của thơ chính là cái người cái bà già mù mà đã gặp ở trong cái tiệm bán đồ ăn á bà cố của thơ nói với thơ là à, khi mà một người đã giao hiệp với lại ác quỷ đã có một cái hiệp ước với ác quỷ rồi thì không có cách nào đảo ngược cái cái lời nguyền đó hết chỉ có chuyển lời nguyền này thành lời nguyền khác thôi chứ không thể nào đảo ngược lại được vì vậy thơ là người duy nhất trong làng tin là giết hoa không có giải quyết được vấn đề à, và thơ vui lắm thơ nói là chồng của thơ đi lên thành phố để tìm cách giải quyết rồi chắc là ảnh sẽ tìm một cái phương pháp khoa học để mà giải quyết cái vấn đề này để giúp đỡ để mà chữa trị cho con của họ chứ thơ đâu có biết là chồng của thơ đi tới tìm hoa và cố gắng giết hoa mà bây giờ chồng thơ cũng chết thơ không biết các bạn ở nhà chờ chồng thôi tội nghiệp nghĩ cũng tội nghiệp thơ lắm nhưng mà thơ nói bà cố thơ là một thầy pháp nổi tiếng nha một thầy pháp rất là giỏi vì vậy cho nên thơ tin bà cố và thơ cũng tin là giết hoa không giải quyết được vấn đề cho nên không có sát sinh không có giết người bậy bạ thì vừa nói tới đó ở bên ngoài có người đập, đập cửa thơ mới vội vã kêu hoa trốn xuống dưới gầm bàn tại vì cái bàn nó có cái khăn trải bàn phủ xuống khi mà hoa trốn ở dưới á, ở bên ngoài có hai người đàn ông xông vô bên trong rồi hả kêu là có thấy một cái người phụ nữ ở ngoài làng hay không à, hai người mà vừa mới tới làng á, có một người chạy thoát rồi còn người còn lại đã bị giết chết trời ơi hoa ở dưới nghe bây giờ mới biết tin bạn mình chết trung cập cập ầm cập, cập luôn mà hai cái người ở trong làng cũng mất dậy lắm nha các bạn một người thì ngang nhiên bước tới ngay chỗ cái bàn ăn á cái đồ ăn hồi nãy thơ dọn ra cho hoa ổng ngồi ổng bóc lên ăn ngon lành thơ mới quay qua hỏi Mày đang làm cái gì vậy thì cái thằng còn lại nhìn thơ kêu Ừ ờ, người trong làng giúp đỡ nhau cho nhau đồ ăn không được hả cái con quỷ Mà cái thằng đó nói chuyện mất dạy lắm Hai thằng này ở trong làng nói chuyện mất dạy lắm các bạn Cái thằng đứng trước mặt của thơ nó muốn xàm sở thơ Nó kêu chồng mày đi vắng lâu quá ha Rồi nó tính sàm sở thơ Thơ tức quá Thơ không biết phải làm gì hết thơ mới cầm con dao Mày dám mày xong vô không Rồi thơ cầm con dao á Kéo cái váy lên rách cái đùa chảy máu luôn Rồi xong rồi thơ Mới dơ con dao lên trên cổ Mày ngon mày xong tới Mày ngon mày nhào vô đi Mày làm cái gì tao hả Là tao cắt cổ tao chết Tao chết tao thành ma Thành quỷ Tao ám cả dòng họ của mày Thằng này nó sợ Nó xanh mặt mày luôn các bạn Tại vì Nó không có sợ người ta chết Nhưng mà nó sợ người ta chết Sợ thành quỷ về làm lời nguyền để mà ám nó rồi thơ nói mà tao chết tao nguyên rủa cả dòng họ mày nguyên rủa mày cho mày chết không yên ổn chết không đứt dung thân nó nghe lời nguyền nó sợ quá tại vì bây giờ trong làng đang bị lời nguyền mà xanh mặt mày kéo thằng kia bỏ chạy luôn khi mà hai thằng chạy rồi thơ vội vã chạy ra đóng cửa lại kêu hoa ra hoa bây giờ rung cầm cập gầm cập vậy nè mọi người đang truy đuổi mình đang truy lùng mình mà bây giờ biết tin bạn mình chết nữa chứ càng rung hơn là cái làng này mất nhân tính hết rồi qua cái lời nói của thơ thì bây giờ thơ là người tốt thì các bạn chứ không có âm mưu gì hết tại vì thơ sống ở trong làng nhưng mà gia đình của thơ cũng bị áp bức cũng bị ức hiếp thông qua cái vụ việc vừa rồi các bạn thấy hai cái thằng trong làng mà nó mất chạy như vậy á khi mà thơ lôi hoa ra bên ngoài hoa rung cầm 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 cặp nè bây giờ là biết mọi người đang truy sát truy sát luôn nha chứ không phải là truy bắt nữa à, rồi bạn của mình chết một cách tức tưởi là tại vì mình hoa rung quá hoa nói tất cả những lời nguyền này là do tôi bạn tôi chết là do tôi thơ tội nghiệp lắm các bạn thơ tốt thiệt nha chứ bây giờ hết nghi ngờ rồi thơ cũng bị người dân trong làng áp bức và sống trong cái cảnh rất là khổ cực cho nên bây giờ hả giống như là thơ biệt lập với thế giới bên ngoài biệt lập với làng vậy đó sống qua ngày vậy thôi chứ thơ cũng ghét cái làng này lắm thơ mới ôm hoa thơ nói là không có đâu đừng có nghĩ như vậy đừng có nghĩ là cô có lỗi gì hết á à, lỗi là do những con người yếu đuối đã thỏa thuận với ma quỷ đã thỏa hiệp với ma quỷ chứ cô không có lỗi gì hết hoa nói là hoa muốn chạy trốn thì thơ kêu là phải ở đây đi cứ ở lại nhà của thơ nhà của thơ an toàn lắm họ tìm họ không thấy họ đi rồi họ không quay lại đâu nhưng mà hoa nói bây giờ hoa phải chạy trốn ra khỏi làng thôi hoa sợ bị bắt lại lắm à, nửa đêm có thể là có cơ hội sẽ chạy trốn được thế là thơ nói hoa có điện thoại không gọi điện thử coi có người tới mà rước chở hoa đi được không hoa gọi điện cho cái người tên long á các bạn cái người mà à, đánh xe ngựa đó tại hôm bữa ảnh có để lại cái danh thiếp bây giờ chỉ biết gọi cho người đó thôi chứ gọi cảnh sát cũng không biết gọi ai thì khi mà gọi cho anh long thì ảnh cũng nhiệt tình lắm ở bên ngoài ảnh cũng kêu người dùng xe máy để chở cho trong làng để mà rước cái cô này ra bên ngoài à, nhưng mà cũng phải mất một cái quãng đường rất là xa mới đi tới được cái làng Sari này thì trong cái khoảng thời gian đó thơ mới trong một cái đèn dầu và dẫn Hoa đi vào bên trong rừng để mà đi ra cái con đường giao thông ở bên ngoài á. Trên tay của Hoa vẫn cầm theo cái điện thoại để mà liên lạc với lại anh Long đó. Thơ chỉ là hẹn ngay chỗ cái địa điểm đó rồi Thơ sẽ dẫn Hoa đi tới đó. Thì sắp tới nơi rồi á. Hoa thấy Thơ nhiệt tình với mình quá. Giúp đỡ hết lòng luôn các bạn mà còn lo cho Hoa á. Thì Hoa không có cầm lòng được. Kiểu như là không nói ra thì sẽ ấy nấy á. Thế là Hoa mới nói là Thơ, chồng của chị Chồng của chị 3 tháng trước đã đi lên thành phố và anh ấy đã tìm tôi và cố gắng giết tôi. Nhưng mà lúc đó anh ấy đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ rồi. Thì nghe tới đó thơ gục ngã, thơ khủy xuống không đi nổi nữa. Hoa mới ngồi xuống xin lỗi kêu là Em xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho em, thơ. Hình dường mới nói tới đó nghe thấy tiếng xe Honda chạy tới. À, thơ thì vẫn cứ ngồi đờ đẫn ở đó bị sốc á các bạn không có phản ứng gì được hết hoa mới vội vã đứng dậy tính là chạy ra bên ngoài thì đột nhiên thấy ở đằng xa có một toán người đi tới hoa mới đứng ở đó quan sát thì thấy từ đằng xa có một chiếc xe honda chạy tới trên xe có hai người à, cái người lái xe bước xuống dưới xe cái người ngồi đằng sau chính là anh long anh long cái người mà đánh xe ngựa hôm bữa bữa nay đi xe máy á các bạn thì khi tới nơi thấy dân làng đông quá trời cầm đuốc đi tới thì cái người chở long mới nói tại sao các người tới đây làm gì tôi nói là tôi lo liệu việc này được mà Mọi người mới nói là tụi tôi tới đây để coi giúp được cái gì thì giúp. Quay lại nói chuyện, thì anh Long mới hỏi mọi người là ai. Thì cái người lái xe kêu, à đây là làng của tôi, à, tôi và vợ của tôi sống ở trong làng này mà tôi chỉ ở bên ngoài làm việc thôi. Anh không biết hả, anh chưa từng nghe tôi nói như vậy hả? Long nói là không, tôi đâu có nghe anh kể là anh sống ở trong làng Sari đâu. Người đó nói với Long là anh đừng lo, dân làng tôi thân thiện lắm, tốt bụng lắm, ở đây an toàn lắm, đừng lo gì hết, cho tụi tôi mượn điện thoại của anh đi là mượn điện thoại để gọi tìm kiếm hoa các bạn long thì không tự nhiên điện thoại mình nó muốn lấy điện thoại mình sao mà đưa cho nó được à, long kêu là không đưa thế là ông kia ông tiến tới tát vô mặt của long bập 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 ông long ông tức tự nhiên ở đâu ra tát vô mặt mình tại mình cũng đàn ông đàn an mà tát dễ tức chứ mới đẩy đẩy cái người kia ra cái ông kia bị đẩy ra tức quá móc súng ra bắn vô chán long cái đùng ông long té xuống chết quang uổng luôn các bạn là chưa kịp làm gì hết luôn á chưa kịp nói gì luôn á là bị bắn chết rồi trong khi hồi nãy ông vừa mới nói trời ơi, anh yên tâm đi làng này an toàn lắm mọi người ở đây thân thiện lắm trời thân thiện dữ chưa vậy là thân thiện dữ chưa hoa ở đây thấy quảng nha trên tay hoa vẫn đang cầm điện thoại ở bên kia mọi người mới cầm cái điện thoại của ông long lên và bấm máy gọi cho hoa trời ơi cái khúc này bác kêu trời ơi hoa ơi hoa ơi hoa chạy đi may nha bà hoa bà thông minh các bạn bà chạy tới một cái góc bà dùng hết sức bà phóng cái điện thoại của bà đi thật là xa thật là xa qua một cái hướng đối diện bà phóng rất là mạnh luôn thì mọi người nghe cái tiếng điện thoại ren mới vội vã chạy tới thì chạy đi một cái hướng khác rồi hay ha nhanh trí ha thì khi mà hoa quay linh lại tính bỏ chạy thấy mặt của thơ thơ đứng sau lưng của hoa ánh mắt đờ đẫn nhìn hoa thì hoa bây giờ không có biết phải làm sao hết tại vì cấp bách quá xin lỗi thì cũng không có thời gian cho nên thôi kệ đi dù gì thơ cũng là người dân của làng chắc là không sao và cứ như vậy hoa bỏ chạy cứ như vậy mà cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết là chạy đi đâu chạy một hồi thì đi không hiểu sao trời xuôi đất khiến đi ra tới cái đường lộ cái đường đó là xe nó sẽ lưu thông qua lại có chiếc xe chạy tới hoa chặn lại nhưng mà người ta không có dừng hoa quát quát người ta không dừng người ta chạy hoa rất là sợ hoa đứng nhìn qua nhìn lại một hồi nữa cũng có chiếc xe chở đồ chạy ngang qua cái xe tải ở đằng sau là chứa đồ á, hoa mới quắc người ta tốt bụng người ta dừng lại, tại vì hoa trắng trước đầu xe luôn người ta phải dừng thôi, à, hoa cũng xin là cho có gian một đoạn, người ta cho hoa leo lên trên trên ngay chỗ đằng sau á, hoa mới phóng lên trên xe, rồi ông đó ông đề máy ông chạy, khi mà ông đang chạy á, đột nhiên á cái cái chỗ ngồi kế bên của ông á có tiếng kêu là chú ơi nhìn nè, quay qua thấy đứa con nít đứa bé gái tầm 5 tuổi ngồi kế bên nó giơ tay lên nó nắm cái da đầu của nó nó kéo tuột xuống da của nó kéo tuột xuống ở bên trong toàn là máu với cơ với con mắt lôi ra bên ngoài ổng sợ quá ổng đâm đầu với cái cây và cái xe bị lật xe bị lật hoa cũng té lật ngang luôn các bạn khi mà té xuống đó, hoa rất là đau lết lết qua kế bên thở mệt nhìn qua một góc thì hoa thấy oan hồn của ba đứa bé hiện lên ba đứa bé chừng 5 tuổi á nó đứng dàn ngang rồi có một đứa tiến tới chỗ của Hoa Cái đầu của nó cúi xuống sát mặt của Hoa Tưởng chừng như nó muốn hại Hoa nhưng mà không Chỉ là nó đang muốn cho Hoa thấy được những gì diễn ra ở quá khứ mà thôi Trong khi từ xa ở trong rừng những đóm lửa bắt đầu tới gần rồi Họ tủ ra ở trong rừng họ đi tìm Hoa và họ nói là Con quỷ này nó chỉ chạy ở đâu đó ở trong rừng thôi Nó không có chạy đi xa được đâu Thì khi đó Hoa mơ màng Hoa không tỉnh dậy được Rơi vào trong mơ màng luôn Hoa thấy hơn 25 năm về trước À, hoa thấy một người đàn ông là ba của hoa là ông chính nghĩa các bạn khi đó ổng còn là một cái nghệ nhân rất là nổi tiếng ký ức đó cho hoa thấy ông chính nghĩa gặp trang và bị trang mê hoặc bởi nhan sắc như thế nào nhưng mà có những cái điều mà những người khác không biết chỉ có lần này những đứa trẻ đó những cái đứa trẻ ma cho hoa thấy thì hoa mới biết thực chất là trang á, lấy chính nghĩa nhưng mà trang không có yêu chính nghĩa trang yêu một người khác à, trang yêu ông thịnh các bạn tại vì trong cái khoảng thời gian đó ở trong nhà của chính nghĩa là có bà bảy bà làm ở trong đó mà thịnh là con của bà bảy thành ra thịnh cũng là người ăn kẻ ở ở trong cái ngôi nhà mà ở trong làng thì biết nhau không hiểu sao á, thương thì thương ông thịnh nhưng mà lấy thì lấy ông nghĩa tại vì ông nghĩa giàu mà giàu nứt đố đổ vách lấy về 3 năm không có con thì sau đó à, bà bà trang bà mới lén la lén lúc qua lại với ông thịnh và hai người này thương nhau lén lút ngoại tình với nhau nha ngay trong cái nhà đó luôn thì một bữa nọ bà bảy bà phát hiện ra là hai đứa này nó ngoại tình nó ở trong phòng rồi nó tù ta tú tí với nhau bà rình bả rình là trang vừa mới đi ra thôi là bà bảy bà nắm đầu của trang bà giật xuống nhưng mà bà không có nói gì hết trang cũng sợ quá bỏ chạy cũng không nói gì hết thì khi mà bà giật cái đầu của trang xuống á bà lấy được một nắm tóc của trang sau đó bà đi vô phòng con trai bà bà lấy một nắm tóc trong lúc mà nó đang ngủ á, bà lấy một nắm tóc của thịnh rồi bà đem về chỗ của bà trong cái tầng hầm. Bà bắt đầu dùng ma thuật đen. Cái người á mà thỏa thuận với ác quỷ đâu có phải là ông chính nghĩa mà là bà đó, bà bảy đó. Bà làm phép Bà ếm bùa lên con trai bà để cho con trai bà quên đi cuộc tình này. Quên đi Trang là ai, quên đi là đã từng yêu Trang. Sau khi bà ếm bùa rồi, bà ếm bùa luôn lên người của Trang. Là đứa bé mà Trang mang bầu sinh ra sẽ bị dị dạng, sẽ không có sống nổi, sẽ chết. Thì giống như là bà hiến tế cái đứa bé đó cho ác quỷ Là cái thỏa thuận của bà với quỷ không biết là chính xác như thế nào Nhưng mà bác nghĩ cái thỏa thuận đó là à, Khiến cho con trai của bà quên đi cái mối duyên này Và nếu cái đứa bé kia sinh ra thì sẽ hiến tế cho ác quỷ khi cái đứa bé đó nó sẽ phải chết Thì bác nghĩ đó là cái gì mà bà thỏa thuận Thì sau khi mà bà làm xong bùa, bùa ngải rồi đó Qua ngày hôm sau Thịnh bước ra khỏi phòng gặp Trang thịnh bơ bơ các bạn bình thường giống như là hai người dân vậy đó không hề quen biết thì trang cũng không hiểu là tại sao thịnh lại bơ mình tại sao lại tỏ ra thờ ơ với mình như vậy trong khi trước đó còn mặn nồng lắm lén lút nhưng mà mặn nồng với nhau lắm cho tới khi mà trang phát hiện ra mình mang thai thì mang thai xong rồi à, chính nghĩa đâu có biết gì đâu cứ nghĩ đó là con của mình thôi thương yêu hai mẹ con lắm thương cái đứa bé ở trong bụng lắm tại vì hiếm muộn mà tính ra lúc đó là 5 năm sau mới có con cho nên nghĩa nghĩ đó là con của mình thương con mình lắm đến độ mà mỗi thứ bảy tổ chức biểu diễn múa bóng rối cho mọi người ở trong làng coi miễn phí là các bạn biết thương cỡ nào cầu mong con mình sinh ra được khỏe mạnh nhưng mà đâu có ngờ đâu có ngờ là cái bà bảy người hầu ở trong nhà lại ếm bùa như vậy thì sau khi mà đứa bé sinh ra không có già thế là chính nghĩa thương con quá cũng làm một cái tà thuật đúng thật là chính nghĩa đã làm việc ác ông ta đã bắt ba đứa bé 5 tuổi ở trong làng về. Giết ba đứa bé đó, bẻ cổ chết, sau đó là lóc da ra, lấy da để mà làm thành những cái uh, múa rối bóng đó. Còn cái bộ xương á thì chôn ở dưới tầng hầm ở trong cái căn nhà đó. Là chôn cái bộ xương của ba đứa nhỏ ở trong một cái đống ở trong nhà, còn da của ba đứa trẻ làm thành một cái bộ rối bóng. Cái cách của ông Nghĩa này lại thành công sau khi ba đứa bé kia bị giết chết và uh, bị lấy da đi để mà làm thành cái bộ rối bóng á thì con bé con của chính nghĩa con bé sinh ra là na lam á da của nó từ từ liền lại nó không có bị ấy nữa ban đầu là không có da nha từ từ có da liền 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 liền, liền lại hết cho tới khi nó khỏe mạnh luôn là thật sự là do ông chính nghĩa đã làm việc ác à, để giết ba đứa nhỏ khác để cho con bé này nó được sống thì khi mà con bé này nó khỏe mạnh lại bé na lam nó khỏe mạnh lại thì nó hay thấy vong hồn của ba đứa nhỏ thành ra nó cứ khóc hoài nó kêu ba ơi ba ơi ma 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 rồi nó chỉ ông kia ông nghe ông biết thế là lại một lần nữa bởi vì quá thương con gái mà ông mới làm trong một cái lá bùa là cái lá bùa hôm bữa hoa tìm thấy ở trong đùi á các bạn ông mới ghi lên trên đó uh, những cái bùa chú là để cho những cái vong hồn ma quỷ tránh xa hoa ra tránh xa na lam rồi ổng mới cuộn cái lá bùa đó lại trong lúc mà con bé nó đang ngủ ổng mới chích thuốc vô trong da của nó cho nó ngủ, ngủ mê đi rồi ổng mới rạch một cái đường ở trên đùi của nó ổng nhét cái lá bùa vô trong người của con bé này phải giữ cái lá bùa ở trong người thì ổng nhét vô trong người luôn rồi ổng khâu lại nhờ có cái lá bùa đó mà kể từ đó trở đi nó không có bị vong hồn ma quỷ quấy phá không không có thấy nữa tưởng chừng như cuộc sống như vậy sẽ yên ổn với ổng nhưng mà không sau đó dân làng mới đồn đại nhau ba đứa bé mất tích là do cái ông chính nghĩa gây ra và thế là mới có một cái cuộc nổi dậy mọi người ở trong làng mới bắt đầu bầu ra một người đứng đầu người cầm đầu là thịnh và mọi người mới bàn với nhau cái đêm ngày hôm đó sẽ tổ chức một cái buổi múa rối bóng và bởi vì cái người nghệ nhân múa rối á, phải đứng ở đằng sau một cái tấm màn Thành ra đâu có biết là ai múa đâu Thực chất là ngày hôm đó lúc mà chính nghĩa đang chuẩn bị đi ra biểu diễn á, thì đã bị đánh cho ngất xỉu rồi cái người mà múa rối á, chính là ông Thịnh Ông bận đồ của ông Chính Nghĩa vô rồi ờ, ổng ra ngoài ổng múa mọi người nhìn vô thì chỉ thấy có người đang múa thôi chỉ nghĩ đó là ông chính nghĩa nhưng mà đâu có nghĩ là người khác thì đang múa ổng mới ngồi bật dậy và ổng dùng dao ổng chém chết hết tất cả những người ở trong hậu trường ở đằng sau cánh gà có những người đàn múa thậm chí là có cả trang ngồi đó luôn ổng thẳng tay giết luôn tại vì lúc đó ổng đâu có nhận ra trang là người ổng từng yêu đâu ổng đã bị bà bảy tẩy não rồi thật sự đúng nghĩa tẩy não luôn cho quên hết luôn và lúc đó ông đang nghĩ là ổng vì dân làng để ổng làm việc chính nghĩa ổng giết hết những người ở trong nhà của ông chính nghĩa sau đó ổng dựng hiện trường giả ổng quay qua ổng giả bộ cứa dao rồi dùng máu phụt ra cho mọi người nghĩ là ông chính nghĩa đã dùng dao tự sát chết sau khi giết mọi người xung quanh bởi vì bị ác quỷ quật cho chết nhưng thật ra là cái người giết ông chính nghĩa cũng chính là ông thịnh ổng dùng dao và ổng cứa cổ ông thịnh và ông thịnh chết và từ đó trở đi là mọi người chỉ lan truyền nhau cái lời đồn là à ông chính nghĩa ông xài bùa xài ngãi ông làm hiệp ước với ma quỷ và thành ra ông bị ma quỷ thâu tóm tâm lý và khiến cho ông giết người rồi sau đó ông tự tử ông chết chứ đâu có ngờ là đằng sau đó có những cái sự kiện là ông thịnh giết tất cả mọi người như vậy và cái đêm ngày hôm đó là có cả ông tô nữa các bạn cái người mà bắp nói hay đi theo ông thịnh đó à, là những cái người này đã đã từ xa xưa làm việc với nhau rồi sau khi đã giết hết tất cả những người ở đó rồi thì ông à ông thịnh á ổng mới đem cái bộ múa rối bóng đó cất lại ở trong một cái hộp ổng đem về nhà ổng cất thì khi mà những cái hình ảnh đó cứ tu đi giống như là một cái cuốn phim ở trong đầu của hoa vậy hoa nhìn thấy thắt một cái mình đang đứng trước nhà của ông thịnh nhìn tới trước cửa nhà có ba hồn ma của ba bé gái đứng ở đó và tay của tụi nó chỉ vô trong nhà rồi thắt một cái hoa lại thấy mình ở trong nhà ở trong một cái phòng và có hai đứa bé gái nó đứng nó chỉ tay vô trong chỉ vô trong một cái tủ. Khi mà chỉ vào bên trong cái tủ, cái tủ nó mở bung ra thì chứng tỏ đó là nơi cất cái bộ rối bóng được làm từ da của ba đứa bé kia. Rồi sau đó có một đứa nó thì thầm vô tai của Hoa, nó nói là chỉ cần đem da và xương của chúng tôi chôn cùng một chỗ thì lời nguyền của ngôi làng này sẽ chấm dứt. Sau đó thì biến mất. Khi này Hoa bị lay dậy, Thơ là người lay hoa dậy, trong khi từ xa là dân làng sắp tới gần rồi các bạn. Thơ suy nghĩ, thấu đáo rồi, thơ nghĩ là tất cả những chuyện này cũng đâu có phải là lỗi của hoa đâu. Chồng mình đi tới tìm giết hoa mà cũng không phải là hoa giết chồng mình nữa mà bị cảnh sát bắn chết. Lỗi này không phải là lỗi của hoa mà là lỗi của con người tạo ra, cho nên thơ không có không có muốn hại hoa, thơ muốn giúp cho hoa thế là thơ tìm tới chỗ của hoa lấy hoa dậy dậy đi dậy đi dậy đi phải bỏ chạy đi phải bỏ chạy thôi hai người mới cùng với nhau bỏ chạy vào trong rừng một lần nữa thì đang chạy họ gặp một cái nhà nhỏ nhỏ giống như là một cái chồi nhỏ thôi các bạn hoa mới hỏi cái chỗ đó là cái gì thơ nói à, chỗ đó là của tô Ly ở tô Ly là đứa trẻ duy nhất bị lột da sinh ra bị lột da nhưng mà vẫn còn sống hoa nói là hoa muốn vô gặp cái anh đó thơ ban đầu ngăn lại kêu là không có nên vô đâu nhưng mà hoa muốn vô hoa cứ khăng khăng muốn vô thì khi mà dẫn hoa vô là hoa sợ nha các bạn đi vô mở cửa nhìn thấy một người đàn ông nằm ở trên giường ở trên một cái sàn mà xung quanh anh ta là đồ ăn vung vãi rất là dơ ảnh thì nằm ở đó đau đớn rên la à, đau quá đau quá cho tôi đồ ăn cho tôi đồ ăn vừa đau mà vừa đói nữa đâu có di chuyển đâu có làm gì được đâu chỉ nằm đó chờ người cho ăn thôi khi mà thấy có người vô thắp điện lên á, thì hỏi là ai vậy thơ mới nói à, là tôi đây thơ đây à, rồi nhìn hoa hỏi đó là ai vậy rồi ảnh kêu là ảnh đau quá cho ảnh đồ ăn đi Thơ nói, à, để tôi đi lấy đồ ăn cho anh. Khi đó Hoa sợ quá chạy ra bên ngoài, khóc. Hoa nói tất cả là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Thơ chạy ra, thơ nói là không phải là lỗi của cô đâu. Hoa vẫn cứ một mực nói là lỗi của mình. Nhưng mà Hoa nói tôi có cách giải quyết tất cả mọi chuyện. Tôi có cách chấm dứt hết tất cả những chuyện này. Thế rồi Hoa lại tìm cách trốn tới nhà của ông Thịnh, bởi vì bây giờ tất cả mọi người tủ ra đi tìm Hoa rồi. Họ không có ở trong nhà. Cho nên nhà ông Thịnh bây giờ không có ai hết. Hình như cũng không có bà Bảy luôn. Tới đứng trước cửa nhà của ông Thịnh, Thơ đi theo hoa mới nói là cô không có nên đi theo tôi à, ý là đi theo sẽ bị liên lụy thì thơ không có quan tâm hoa mới hỏi thơ là bộ chị không ghét tôi hả sau tất cả những gì xảy ra thơ nói bây giờ có ghét hoa cũng đâu có làm gì được đâu đâu thay đổi được vấn đề đâu hoa lại hỏi nếu mà những người trong làng biết chị giúp em thì những người đó sẽ làm tổn thương chị thơ nói họ đã làm tổn thương thơ suốt cả cuộc đời rồi cho nên bây giờ cũng không quan tâm nữa thơ nói với hoa là cứ làm những gì mà hoa muốn làm sau đó cả hai người cùng với nhau chạy vào nhà của ông Thịnh. Lúc đó trong nhà không có ai hết. Họ thành công đi vô trong cái nhà mà Hoa đã được chỉ điểm trước đó. Mở cái tủ ra thì đúng là ở trong đó có cái hộp, xách cái hộp ra. Thơ hỏi ở trong đó có cái gì vậy, cái hộp đựng gì? Hoa thẳng nhiên nói trong đây là da của ba đứa bé đã bị mất tích. Nói xong rồi Hoa cùng với lại Thơ lại đi tới cái căn nhà hoang và đi xuống dưới tầng hầm. Cố gắng đào cái chỗ mà Hoa đã được nhìn thấy á. Là ở dưới đó có chung xác của ba đứa bé Đào 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 một hồi thấy xương nha lấy hết xương cốt lên ba cái đầu lâu rồi tay rồi chân tất cả cái xương cốt để chung vô trong cái hộp mà ở trong đó có da mà bây giờ là những cái con rối nha các bạn những cái con rối bóng được làm từ da của ba đứa bé bị mất tích để chung lại để chung hết vô trong cái hộp đậy lại rồi bỏ cái hộp xuống dưới đất sau đó lắp đất lại chôn ở ngay chỗ cái vị trí đó luôn chôn xong rồi hai người mới đi lên lại lên trên để mà đợi tại vì cái đó nó ở dưới tầng hầm khi mà đi lên trên lại ở trên tầng trên á Thơ mới nói với Hoa là bây giờ Hoa chạy trốn đi bên ngoài mọi người vẫn đang đi tìm Hoa đó. Uh, Hoa nói là không, Hoa không đi đâu hết, bởi vì Hoa thấy những cái này là lỗi của Hoa và Hoa phải ở đây để sửa lỗi. Uh, Hoa phải chắc chắn một điều là lời nguyền đã biến mất thì Hoa mới đi hai người cứ bồn chồn lo lắng chờ đợi bởi vì theo như lời của thơ nói á, là trong làng có hai người phụ nữ sắp sinh và có một người á, là đang chuyển dạ vào đêm ngày hôm nay sẽ chuyển dạ vào đêm ngày hôm nay trong khi hai người đang hồi hộp lo lắng chờ đợi thì từ bên ngoài bà bảy đẩy cửa bước vào bên trong bà bước khập khiển vào bên trong bà nhìn xung quanh căn nhà và bà nói <laughs> ngày xưa tao đã từng ở đây đây là nơi mà tao đã sinh ra thằng thịnh thực chất á, là bà tính theo vai vế là hoa là con ruột của ông Thịnh Mà bà lại chính là bà nội của Hoa đó các bạn Nhưng mà bà lại là người muốn giết chết cháu nội của mình Ngay từ khi nó còn ở trong bụng cơ Bởi vì cháu của bà là kết quả của một cuộc ngoại tình Là một cái sai lầm Và bà nói bà muốn chấm dứt cái sai lầm đó khi này thì Hoa mới quay qua à, Nói với lại Thơ là Thơ chạy đi Chạy đi tới chỗ người phụ nữ đang hạ sinh Xem xem kết quả như thế nào Hoa xô, Hoa kêu là Thơ chạy đi, chạy đi Thế là Thơ mới bỏ chạy đi coi coi là bên kia Sinh ra đứa bé sẽ có bị lời nguyền nữa hay không Hồi nãy khi mà để da và xương chung lại Và chôn xuống á, thì hồn ma của ba đứa nhỏ Nó có hiện lên nó hiện lên nó nhìn hoa nó cười sau đó là nó tan biến đi giống như là nó nó được giải thoát nó được thanh thản á các bạn những cái lời nguyền ở trong làng là do hồn ma của ba đứa bé đó nó tạo ra và thành ra làm xong cho tụi nó được an nghỉ thì lời nguyền sẽ biến mất chứ đâu có giống như là lời của bả nói đâu giống như lời của bà bảy nói đâu bả nói là phải giết được na lam thì những cái lời nguyền mới biến mất qua lời kể của bà bảy thì biết được rằng ngày xưa khi mà bả làm người ở ở trong nhà của ông lương là bả và ông lương đã có quan hệ lén lút với nhau và cuối cùng thì bà bảy bả có bầu và bả đẻ ra à, con trai của bả là thịnh á thì khi đẻ thịnh ra bả cũng không có bắt ông lương chịu trách nhiệm bả cũng không có nói cho ông lương biết là Thịnh là con của bà già ổng luôn, bà, bà một mình bà gánh chịu luôn Một mình bà chăm sóc con bà, bà không có nói cho ai biết hết Cho tới khi ông Lương ổng chết, ổng chết ổng cũng đâu biết gì đâu Toàn bộ gia tài ổng để lại cho à, Chính Nghĩa là con trai chính thức của ổng Sau đó bà vẫn ở nhà đó để bà làm việc Thì tính ra là Chính Nghĩa và Thịnh là hai anh em cùng cha khác mẹ Nhưng mà họ không có biết Rồi xui sao, vợ của Chính Nghĩa lại đem lòng yêu Thịnh rồi khi mà bà biết được cái mối quan hệ thì như chúng ta cũng biết trước đó bà đã bỏ bùa để cho con trai bà quên đi cái cái tình yêu đó và con trai bà không có nhớ Trang là ai. Và cuối cùng á, thì con trai bà giết người yêu là giết Trang, sau đó là giết anh em cùng cha khác mẹ của mình đó chính là chính nghĩa coi nghiệt ngã ghê chưa phải tất cả những cái điều này là do bà tính do bà muốn như vậy bởi vì hả bà nói hoa là kết quả của một sai lầm và bà muốn tiêu diệt cái sai lầm này vừa nói tới đây ở bên ngoài mọi người xông vào bên trong dân làng xông vào dân làng đâu biết gì đâu nghe lời bà râm rắp thôi các bạn bắt hoa lại trói lại rồi đem ra bên ngoài cột chỏng ngược cái đầu xuống ở dưới đầu của hoa để một cái xô uh, để mà hứng máu chảy xuống và cái người hành hình cái người sẽ cắt cổ hoa chính là thịnh là bây giờ ba ruột phải dùng dao để mà cắt cổ con gái bà bảy bà bả biết bà đứng đó bà nhìn thôi các bạn bà nói là mày phải giết nó thì mới chấm dứt được cái lời nguyền thịnh thì không nhớ gì hết không nhớ là mình đã từng yêu thương trang và hai người quan hệ với nhau và hai người có con cũng không biết luôn thì hoa mới khóc lóc hoa kêu làm ơn tha cho tôi đi làm ơn à, hoa nói là hoa kể hết hoa nói an hồn của những đứa bé đã hiện lên gặp hoa rồi hoa đã giải hết cái lời nguyền rồi hoa đã mang da của mấy đứa bé da mà đã bị làm thành những cái con rối và hoa đã mang cái da đó để chung với xác rồi đã chôn ở dưới cái tầng hầm ở trong nhà và để chung lại với nhau và bây giờ mấy đứa nhỏ đã siêu thoát hết rồi thì lời nguyền trong làng chấm dứt hết rồi bây giờ trong làng không có còn lời nguyền nữa trong khi chồng của cái người vợ mà đang chuyển dạ sinh nó đứng ở đó kêu ông trưởng làng là kêu ông thịnh nó là giết cổ đi giết lên lên vợ tôi sắp sinh rồi giết đi giết càng sớm càng tốt cho vợ tôi sinh ra đứa đứa con không có bị không có bị dị dạng thì mọi người đâu có biết gì đâu. Khi mà Hoa nói như vậy khẩn thiết, ông Thịnh ổng cũng chần chừ tại vì ổng đâu có muốn giết người đâu các bạn, Chưa bao giờ ổng muốn giết người hết mà ổng bắt buộc làm bởi vì dân làng. Hoa mới nói thiệt luôn là ba ba ông là ba của tôi đó nói với ông thịnh ông là ba ruột của tôi à, tất cả những điều này bà bảy đều biết hết bà bảy là bà nội nhưng mà bà muốn giết con ba ơi ba ơi cứu con đừng giết con đừng giết con ba là ba ruột của con ba không nhớ là ba đã từng yêu mẹ sao bà nội chính là người đã bỏ bùa để cho ba quên đi tình yêu của ba dành cho mẹ để cho ba quên đi mẹ đó thì khi này thịnh nghe cái tự nhiên bị sốc á các bạn bị sốc ngang à thịnh á thì bây giờ kiểu chừng chừ trừ, á hoang mang hoa cứ kêu là Tại sao ba mang con tới thế giới này mà bây giờ ba lại muốn giết con? Quay qua nói với bà nội, à, tại sao bà lại đối xử với con như vậy? Con sinh ra có tội tình gì đâu chứ? Con đã sống cả đời đau khổ rồi mà bây giờ bà còn muốn đối xử với con như vậy sao? Bên kia, bà bảy bắt cầm con da cứa lên trên cổ, bà kêu bây giờ một là nó hai là tao giờ mày nghĩ đi mày mày tin ai mày tin nó hay mày tin tao tao là mẹ mày hồi xưa chứ bây giờ mà mày không tin hả mày không giết nó là bây giờ tao cắt cổ tao chết một bên là bà mẹ một bên là cái ông kia à, làm ơn đi trưởng làng giết nó đi vợ tôi sắp đẻ rồi giết nó đi vợ tôi sắp đẻ rồi thì hai bên hối thúc ông thịnh ông mới giơ con dao lên là tính cắt cổ hoa rồi đó may thay lúc này thơ xuất hiện kịp thời ẩm theo một đứa bé thơ kêu đứa bé này không sao cả đứa bé này bình thường lời nguyền đã bị hóa giải rồi đứa bé này không sao cả thì khi này ông Thịnh ông mới sững người ra Là tất cả những gì hồi nãy Con bé này nó nói là đúng ông Hoa nói là đúng Hoa nói con là Na Lam Nhưng mà con là con riêng Con riêng của ba với mẹ Ba bị tẩy não rồi Ba bị bà nội làm cho quên hết rồi Thì bây giờ mới bắt đầu tin nha Khi này bà Bảy bà vội vã chạy tới chỗ của Hoa để cưới cổ Hoa Nhưng mà Thịnh chụp lấy tay của bà Chụp lấy cái tay cầm dao Sau đó Thịnh mới dơ lên trên cổ Bởi vì bây giờ Thịnh biết hết tất cả mọi sự việc Là Hoa nói là thật nhưng mà bây giờ đau đớn chứ Tự nhiên sực nhớ ra như bắp hồi nãy nói đó Bởi vì mẹ mình cho nên mình đã giết Người mà mình yêu thương nhất Và mình đã giết luôn cả Anh em cùng cha Khác mẹ của mình Và bây giờ mình sắp giết con gái của mình Và cả cuộc đời của Thịnh Phải sống trong sự kiểm soát của mẹ nữa Là hồi xưa tới giờ sống mẹ nói cái gì Làm cái đó mẹ kiểm soát Thịnh cho nên bây giờ Thịnh giống như là bùng nổ Không có chịu đựng nổi nữa Thịnh mới cầm tay của bà bả vẫn cầm con dao bả lăm le muốn giết hoa thì thịnh cầm cái tay của bả đưa lên cổ của thịnh và cứ là tay bả vẫn cầm con dao nha cứ qua cổ của thịnh máu phụt phụt ra thịnh ông thịnh té xuống chết tại chỗ khi này bà bảy đau đớn té xuống bà gào khóc rồi bà cũng cầm con dao đưa lên cổ cắt cổ tự tử chết ngay tại đó mọi người ở trong làng hoang mang nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra luôn các bạn nhưng họ biết lời nguyền đã bị phá bỏ Thơ tội nghiệp lắm, thơ vội vã chạy tới Cắt cái dây xuống để cho hoa rớt xuống Rồi cởi trói cho hoa kêu là hoa chạy đi Hoa cũng nắm tay thơ kêu là chị hãy chạy cùng tôi đi Hai đứa mình bỏ trốn, chị không có ở đây được đâu Thì thơ kêu, thơ đã sống ở đây từ nhỏ rồi cho nên thơ không đi được đâu cho dù cái làng này có như thế nào đi nữa thì thơ vẫn ở đây và còn bà cố của thơ ở đây nữa cho nên kêu hoa đi đi thì hoa một mình bỏ chạy chạy xuyên rừng chạy chạy cứ một mạch cắm đầu cắm cổ mà chạy cho dù bây giờ không có ai dí hoa hết nhưng mà hoa vẫn cứ chạy không dừng lại luôn các bạn cho tới khi mà chạy ra cái đường có xe qua lại á thì chặn được một chiếc xe và leo lên chiếc xe đó có gian người ta người ta chở hoa đi và kể từ cái đêm định mệnh đó à, trong làng đã không còn lời nguyền nữa những đứa trẻ sinh ra bình thường có da thịt hồng hào không có bị là không có da và một năm sau đó ở trong làng á à, có một người đàn ông chạy xe về nhà và vợ thì lúc này sắp đẻ rồi sắp sanh rồi cũng vui mừng lắm. Khi nói chuyện với nhau á thì chị vợ chỉ mới nói à, chị mất tiểu bởi vì mấy cái người mà sắp sinh nó hay đi tiểu lắm, chị đứng lên chỉ đi vệ sinh. Bả đi vệ sinh sao bác không hiểu bả đi vệ sinh mà bả đi tới trước cái gương mà ban đêm các bạn đâu đâu đó 8 9 giờ rồi bả còn đứng soi gương ở đằng sau hè đó. Ánh sáng chập choạng từ đèn dầu hắt ra mà bả đứng bả soi gương coi chịu nói không bà soi gương rồi bà vuốt tóc rồi bà cười cười nữa khi mà bà vừa mới đi á là ở trong gương hiện ra hình ảnh của bà bảy Bà Bảy với một gương mặt đáng sợ Như bà kẻ vậy đó hiện ra ở trong gương Sau đó thì nghe thấy tiếng la thất thanh của chị vợ Anh chồng chạy ra Thấy chị vợ nằm ở dưới đất hoàng hoại Máu chảy lên láng bụng á Thì xẹp lép hồi nãy cái bụng bự chà bá luôn Bây giờ chạy ra cái bụng xẹp lép hồi nào ổng hay Đứa con, ổng hỏi con mình đâu, con mình đâu, con mình đâu Thì chỉ nghe thấy tiếng của chị vợ la thất thanh Sau đó thấy hình ảnh của bà Bảy ở trong gương bàn tay của bà dơ lên và nhướng đầy máu, sau đó là hết phim. Và đó là kết thúc bộ phim Impedigo của chúng ta ngày hôm nay, một bộ phim nói về một ngôi làng với một lời nguyền kỳ lạ, khiến cho những đứa trẻ sinh ra là đã không có da ở trên người. Cuối cùng thì lời nguyền đó cũng đã được giải quyết rồi. Bộ phim nó cũng khá là dễ hiểu, thành ra bác nghĩ là cũng không có gì để bàn luận nhiều. Nói là phim ma nhưng mà mình thấy con người nó đáng sợ hơn. Rõ ràng cái hình ảnh khắc họa trong bộ phim này toàn là con người tạo ra thôi chứ ma quỷ nó đâu có tự nhiên hiện ra mà hại người khác ba đứa bé bị chết oan ức tội nghiệp là do tội ác của ông chính nghĩa gây ra à, bởi vì ông đã giết ba đứa bé đó với hy vọng là cứu con gái của mình nhưng mà con gái cũng không phải con gái ruột của ông nữa các bạn nó vừa có một cái ý nghĩa là ba mẹ sẽ làm tất cả bởi vì con gái của mình nhưng mà làm thì làm tất cả nhưng mà làm tất cả như cái kiểu của ông thì độc ác quá đi làm những cái gì mà nó có đức để lại cho con sau này thì con mình nó sẽ sống khỏe và người ta nó có đức mặc sức mà ăn mà để lại đức cho nó thì nó sẽ vượt qua khó khăn thử thách giống như cái kiểu ổng làm đó ổng giết người ta để cho con gái ổng sống nhưng mà sau này không có đức cho dù không phải là con ruột đi nữa nhưng mà những gì mà có liên quan tới dòng họ để lại cho hoa bắp chả thấy đức ở đâu hết á đức thắng chứ chả thấy đức gì á các bạn à, kiểu như là gánh nghiệp của tổ tiên để lại á, thành ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn khó khăn về vật chất nè à, rồi còn bị ám hại rồi gặp hết chuyện này tới chuyện khác là hết nửa cuộc đời á, 25 tuổi đầu mà hết nửa cuộc đời là bị bị trả nghiệp mà nghiệp ở trên đâu đổ xuống đầu của Hoa đó các bạn tình yêu thương của ông Nghĩa dành cho Hoa dành cho con gái của mình là tình yêu thương của ba dành cho con nhưng mà nó lại khởi ra một cái việc làm sai trái và từ cái việc làm sai trái đó tạo ra một cái lời nguyền bao phủ lên toàn bộ dân làng thì đích thị cái lời nguyền mà những đứa bé sinh ra không có da là bởi vì ba đứa nhỏ ba đứa bé bị bắt cóc và giết chết năm tuổi nó 5 tuổi á, là bởi vì tụi nó chết và tụi nó bị mất đi da thành ra nó ám hết tất cả những đứa trẻ sinh ra là đã không có da rồi và lời nguyền là bởi vì tụi nó chứ không phải giống như lời của bà bảy nói bà bảy tẩy não bà bảy nói với thịnh con trai của mình là bởi vì à, cái ông à, chính nghĩa ngày xưa đã giao kèo với quỷ dữ thành ra lời nguyền nó xảy ra và phải giết được cái đứa bé đầu tiên bị mắc bệnh thì lời nguyền mới kết thúc thực chất nếu như mà hoa bị giết chết thì lời nguyền sẽ không bao giờ kết thúc lời nguyền sẽ mãi mãi trường tồn vĩnh viễn bởi vì lời nguyền chỉ kết thúc một khi có người nào đó mang da của ba đứa bé này chôn chung với lại xương những đứa bé nó chết oan chết ức thành ra cái oan hồn đó cái Út hận đó tạo thành một lời nguyền nhưng trên hết tất cả mọi thứ tụi nó cũng muốn được siêu thoát chứ tụi nó đâu có muốn ở lại mà nguyền rũ dân làng hoài hoài đâu tụi nó hiện lên gặp hoa đâu có muốn hại hoa đâu mà là nó muốn hoa giúp đỡ cho tụi nó để tụi nó được siêu thoát mà khi còn nhỏ thì hoa không có đủ hiểu những cái chuyện đó thấy mấy đứa nhỏ hiện ra thấy ma sợ la lên rồi khi đó ông nghĩ ông thấy con mình sợ quá mới tạo ra cái lá bùa nhét vô chân nó để từ nay trở về sau nó không thấy ma nữa cho tới khi lá bùa được lấy ra thì những cái oan hồn của những đứa bé mới tiếp cận được với hoa và cho hoa thấy toàn bộ sự thật để mà biết cách hóa giải lời nguyền giúp đỡ cho dân làng thực chất á nguyên do cái này là không có nói trong phim nhưng bắp nghĩ thôi nguyên do mà bà bảy á bà muốn phải giết bằng được hoa là con bé Na Lam thực sự đó là bởi vì bà đã có giao kèo với quỷ dữ để làm một cái phép cho con trai của bà quên đi tình yêu và trong cái giao kèo đó thì có thể là bà đã hiến tế bà muốn hiến tế đứa bé ở trong bụng là dòng dõi nhà của bà là cháu nội của bà mà Rồi rất có thể bà phải hiến tế một cái điều gì đó thì ác quỷ mới làm cho bà một cái điều khác luôn là như vậy thì rất có thể bà đã hiến tế cái đứa cháu nội sắp ra đời thì bà nghĩ đẻ ra không có da thì nó phải chết thôi ai ngờ ông kia chơi lớn như vậy ông kia thậm chí là giết người để bảo vệ đứa bé đó thì đứa bé nó sống và nó được mang đi thành ra cái lời giao kèo giữa bả và quỷ dữ chưa có được thực hiện là bả vẫn thiếu nợ quỷ dữ cho đến khi mà đứa bé đó quay lại bả muốn tìm và giết là để thực hiện xong giao kèo của bả với quỷ dữ nhưng cuối cùng thì đứa đó nó không có bị giết na lam vẫn sống và thành ra là cái giao kèo của bả với quỷ dữ vẫn còn cho nên bà chết trước khi bà thực hiện xong giao kèo với quỷ dữ Và bà vẫn thiếu nợ quỷ dữ Bắp nghĩ đó là nguyên do vì sao Sau khi bà chết bà vẫn ở lại Và ám những cái đứa bé Ở trong bụng mẹ Ở trong cái ngôi làng đó Là ám bằng một cái hình thức khác Không phải là đẻ ra không có da Nhưng mà có thể là giống như khúc cuối mình thấy đó à, Tự nhiên đứa bé biến mất Còn bà ở trong gương thì tay đầy máu Thì có thể đó là những cái suy nghĩ của bắp thôi Và cuối cùng thì cái người ác nhất là bà Bảy thôi các bạn thậm chí là bà giết luôn cả cháu ruột của bà à, bà thương con nhưng mà bà không có thương cháu bà thấy cháu bà là một sai lầm bà đã thực hiện một sai lầm trầm trọng để khỏa lấp cái sai lầm mà con bà đã làm ra và hệ lụy là cả một ngôi làng gánh phải một lời nguyền chỗ cái bà này bà mà đi trả nghiệp thì bác không biết là bà trả bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mới hết cái nghiệp của bà luôn á thì bây giờ chết rồi thành tay sai của quỷ dữ rất có thể tại vì bộ bên này là ra 2019 thì có thể cái phần cuối lúc mà bà bảy hồn ma bà bảy xuất hiện ở trong tấm gương á rất có thể là mở hàng cho cái phần phần phim kế tiếp phần 2 biết đâu được nó sẽ ra phần 2 cũng có thể là như vậy hoặc cũng có thể chỉ là một cái gì đó để cho mình dự đoán về cái cốt truyện thôi. Nhưng mà đó là toàn thể, toàn thể hết tất cả những cái gì nội dung của bộ phim bắp đã kể cho các bạn nghe. Và trong bộ phim này thực sự cái cảnh mà đáng sợ nhất, nó rất là bình thường các bạn, không không jump scare. Một điều thú vị là có ông ta Bob thấy có những đoạn cũng không hẳn là trâm ske lúc mà mấy đứa bé ma nó xuất hiện á thì cũng hơi hù hù nhưng mà bác không có thấy giật mình thì nó có tính là trâm ske không nó hù nhẹ lắm bác không có thấy giật mình bác không có thấy là là nó hù mình đâu thì bác thấy à, phim này không có Trump scare thì đối với bắp là như vậy nhưng mà nó cảm thấy mình cái cảm giác rợn rợn bởi lòng người quá đen tối quá độc ác đặc biệt là cái hình ảnh một cái bà già khập khiễng bưng một cái thao đi ra bên ngoài mà từ trong thao đó không phải là quần áo mà là bộ da người treo lên phơi và gương mặt của bà một cách thẳng nhiên nó rất là rùng rợn luôn và có một cái chi tiết mà bắp nói để sau mình phân tích là tại sao lan lại nhận bản thân mình là na lam để gây ra cái hiểu lầm và chết oan mạng như vậy. Một số người nói có thể Lan nổi lòng tham nhất thời nghĩ là mình tới đó mình lấy giấy tờ rồi mình đi, mình sẽ đột chiếm được căn nhà. Nhưng Bắp thì không nghĩ vậy. Bắp nghĩ khác. Tại vì từ khi mà Lan xuất hiện thì Bắp đã thấy Lan rất là một người bạn tốt á. À, khi mà nghe Hoa gặp vấn đề là Lan rất là lo lắng và Lan gọi cảnh sát để mà cảnh sát tới giúp cho Hoa là cũng nhờ chuyến đó không có... Ờ đúng rồi, cái chuyến đó mà không có Lan gọi cảnh sát là bà Hoa bà chết, cảnh sát không tới kịp thời Hoa chết là cứu một mạng. Cái lần sau Lan nhận mình là Na Lam thì bắp chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. À, lỡ như bây giờ mình nói con bạn của mình là Na Lam thì liệu nó có bị cái gì hay không hay là mình cứ nhận đi rồi mình tới mình lấy giấy tờ đằng nào hai người cũng đi chung với nhau mà các bạn thì mình lấy giấy tờ xong rồi hai hai đứa chơi rất là thân với nhau lấy xong rồi thì mình về mình đưa cho nó rồi hai đứa cùng đi nhận nhà thôi bây giờ cũng chưa có nó ở nhà mà mình đi với lại bắp nghĩ là cũng lan lo tại vì lan là người trải đời hơn từ lúc mà xuất hiện thì thấy lan trải đời hơn là hoa rất là nhiều nhiều khi lan còn chọc hoa nữa là nói hoa bây giờ mà còn trinh kiểu kiểu, kiểu vậy chưa trải sự đời đó kiểu vậy Lan thì những cái gì mà Lan làm, những cái suy nghĩ hoặc là những cái phản xạ của Lan á um, có cảm giác như uh, Lan là một người trải đời sớm và có nhiều kinh nghiệm. Thành ra bấp nghĩ là một một cái gì đó Lan muốn bảo vệ cho Hoa. Thành ra là Lan mới nhận mình là Na Lam. Khi mà gặp nguy hiểm thì Lan mới quay trở về nhưng mà đã quá muộn và Lan đã chết một cách tức tưởi. Cái khúc mà Lan bị giết á, có thể là có người nói Ủa sao không la lên mình không phải là Na Lam nhưng mà không kiểu không kịp các bạn mới vừa tỉnh dậy sợ quá hoảng kêu tha cho tôi tha cho tôi tha cho tôi thấy có người tới là cầu cứu liền à, ông thịnh ơi cứu tôi thấy có bà tới kêu bà ơi cứu ai ngờ đâu bà nhanh lắm bà cầm con dao bà tới bà cứu liền luôn chú kịp nói một lời nào ngoại trừ kêu cứu thôi chỉ nói có vài ba câu thôi là bị cứu chết rồi không kịp nói không kịp phân bua mình không có phải là na lam à, nhưng mà bác nghĩ cho dù là những người này có biết là bắt nhầm người á, thì họ cũng sẽ vẫn giết lan bởi vì đã bị lộ rồi cho nên giết người diệt khẩu đằng nào cũng sẽ chết nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của bắp là cái đoạn mà lan nhận á là mình là na lam không có phải là do tham tham cái gia tài bắp nghĩ là vậy tại vì thấy họ chơi với nhau thân lắm tốt với nhau lắm cho nên bắp vẫn tin là đó là một tình bạn trong suốt và thuần khiết đó các bạn nhưng mà thấy thương thấy thương lan lúc mà lan chết tội nghiệp mà lúc mà Lan chết thì Hoa cũng rất là buồn. Và sau khi mà Thơ xuất hiện á, thì cũng là một cô gái mệnh khổ qua những cái lời kể của thơ và qua những gì mà thơ thể hiện ấy, thì cũng thấy thơ đã sống ở trong làng một cách rất là khổ cực và thơ là một người giữ được lý trí bình tĩnh nhất ở trong cái ngôi làng đó thực chất thơ vẫn là một người đang mang bầu cũng giống như những người khác sẽ có nguy cơ để ra một đứa trẻ bị dị dạng nhưng mà thơ lại không có chọn cái cách mù quáng giống như những người trong làng là phải giết cái người con gái đó mới giải được lời nguyền thơ không tin là như vậy à, và thơ giúp đỡ cho hoa cuối cùng thì chính nhờ thơ phải thực sự là nhờ thơ không có thơ á hoa đã bị giết rồi mà như bắp nói hoa bị giết là lời nguyền không bị giải nếu mà giải được chỉ có thỏa thuận xong với của bà bảy với lại ác quỷ là thỏa thuận xong là bà không bị gì thôi chứ còn về phần của những cái lời nguyền ở trong làng thì nó vẫn tiếp diễn thôi thành ra chính nhờ vào một cái việc làm tốt của thơ thơ tin tưởng việc mình làm thơ giúp đỡ cho người khác và nó đã trực tiếp giúp đỡ cho thơ là nó giúp cho đứa con sắp sinh ra đời của thơ được bình yên và không có bị dị dàng. À, thậm chí là thơ cũng tin là chồng mình sẽ đi lên thành phố để nhờ một cái phương pháp khoa học nhưng mà đâu có ngờ là chồng mình lại nghĩ quẩn, lại muốn đi giết người khác mà đây vốn dĩ là những gì mà thơ không có không có đồng tình. Thành ra bắp thấy tội cho thơ. Ừ, cuối cùng thì thơ vẫn quyết định ở lại làng. Thì bắp cũng thông cảm, cũng hiểu cho cái quyết định này. Bởi vì từ nhỏ tới lớn mình lớn lên ở trong làng mà cho dù dân làng có đối xử với thơ như thế nào đi nữa thì đó vẫn là nơi mà thôi sinh ra và lớn lên và còn có bà cố nữa, còn phải lo cho bà cố nữa, cho nên không có đi theo Hoa. Sau sự việc này thì chắc là bà Hoa cũng sản hồn. <laughs> Sợ chứ, hôm nay không quay lại làng đó luôn, bây giờ là cái căn nhà đó là quay lại là lấy được đó. Mà bác thấy một cái hay nữa là những cái tình tiết. Bác không biết là có sạn hay không nhưng mà bác thấy một số tình tiết nó rất là hợp lý. Hợp lý ở cái đoạn là từ đầu luôn là đã có những cái tình tiết rất là hợp lý rồi là sẽ sắp xếp cho mỗi một cái trạm thu phí có hai người, nhưng khéo léo sắp đặt là cái trạm thu phí của Hoa là có một người làm chung với Hoa đi lên chỗ văn phòng cho nên có một mình Hoa ở đó và giờ giấc rất, rất là hợp lý khi mà trạm thu phí sẽ luôn luôn có xe qua lại, nhưng họ đã thu xếp ra một cái giờ đó là giờ sắp đóng cửa, là sắp xếp ra về rồi, thành ra cái giờ đó xe cổ sẽ hạn chế đi qua khu vực để, bởi vì đi qua thì cái chỗ đó nó cũng đóng cửa rồi, đâu có thu phí đâu các bạn. thành ra người ta sẽ hạn chế không có đi qua cái khu vực thu phí. vào khoảng thời gian đó thì đó là thời điểm vàng để cho sát nhân ra tay giết người. nó hợp lý về cái thời gian cho nên bắp ưng bắp chịu cái này lắm. về phần sau những cái diễn biến và những cái sợi dây liên kết tất cả các nhân vật với nhau ấy, thì bắp thấy nó cũng rất là lôi cuốn và rất là hấp dẫn và khá là hợp lý nữa. nhân vật phải nói là bất ngờ nhất của bắp là thơ, là chồng của thơ lại là người đã cố gắng giết hoa ngay từ đầu và nếu như không có chồng của thơ thì hoa sẽ không có quay về cái làng đó và nếu như hoa không quay về làng đó thì lời nguyền cũng không có được hóa giải nhưng thơ lại chính là người giúp đỡ cho hoa chồng thơ muốn giết hoa bắt đầu mọi sự việc thơ lại là người giúp hoa để mà kết thúc mọi sự việc thì bác thấy uh, tự nhiên phân tích thấy nó hay ha các bạn ha dĩ nhiên là sẽ có những cái sạn và những cái bất hợp lý nhưng mà thôi phim mà <laughs> mình coi giải trí mà các bạn ha cái gì hay thì mình khen thôi còn cái gì mà sẵn sảng quá thì mình cũng thông cảm nhiều khi mình cũng không có né được những cái sảng đó dạo này bắp hợp gu với phim Indo nha bắp cảm thấy là Ồ, khi mà coi á, nó có một cái gì đó nó rất là thân thuộc nó rất là miền quê nó rất là dân gian á các bạn và những cái nội dung nó cũng hợp lý, nó cũng rất là cuốn hút đối với bắp thành ra là sắp tới các bạn sẽ còn tiếp tục uh, thấy những cái bộ phim của Indonesia ở trên kênh của mình. Và đó là hết bộ phim của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.